Xin chào mừng các em đã đến với giờ học âm nhạc ngày hôm nay. Trước khi vào bài học ngày hôm nay, cô xin mời các em đứng lên, thả lỏng người, hát và vận động theo nhạc bài hát lớp 1 thân yêu. Vậy là các em đã có một màn khởi động rất là vui rồi. Thực hiện theo chương trình, hôm nay cô mời các em sẽ đến với chủ đề 4, vòng tay bè bạn. Tiết 1, học hát bài chào người bạn mới đến. Và bây giờ cô xin mời các em cùng lắng nghe giai điệu của bài hát nhé. Các em vừa được nghe bài hát Chào người bạn mới đến. Đây là một bài hát mà các bạn nhỏ đều rất thích. Và hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em biết hát bài hát này nhé. Các em học sinh thân mến, bài hát Chào người bạn mới đến do nhạc sĩ Lương Bằng Vinh sáng tác. Bài được viết ở thể loại nhịp 2/4. Bài gồm có 4 câu hát với giai điệu nhanh, vui. Lời ca của bài thể hiện được niềm vui của các bạn nhỏ khi được làm quen với những người bạn mới. Sau đây, cô xin mời các em sẽ tập đọc lời ca theo hướng dẫn của cô nhé. Chào người bạn mới đến, góp thêm một niềm vui. 1, 2. Chào nụ cười dễ mến, góp thêm cho cuộc đời. 1, 2. Đến đây chơi, đến đây vui, là vườn hoa muôn màu muôn sắc. 2, 1. Đến đây chơi, đến đây vui, là bài ca thắm thiết tình người. 2, 1. Vâng.
Và bây giờ chúng ta sẽ tập hát từng câu theo hướng dẫn của cô nhé. Xin mời các em lắng nghe giai điệu câu hát thứ nhất. Trong câu hát 1, các em chú ý ngân đủ phách ở ca từ đến và ca từ vui cuối câu hát. Lắng nghe giai điệu câu hát thứ hai. Trong câu hát 2, các em chú ý ngân đủ phách ở ca từ mến. Chào nụ cười dễ mến, góp thêm cho cuộc đời. Xin mời các em hát. 1, 2. Lần thứ hai nhé. 1, 2. Hãy thể hiện thêm một lần nữa nào. 1, 2. Sau đây, các em hãy lắng nghe cô nối câu 1 và câu 2. Cuối cùng.
thể hiện. Một, hai. Các em hãy hát lại lần thứ hai nào. Một, hai. Hãy thể hiện thêm một lần nữa nhé. Một, hai. Và bây giờ, xin mời các em hãy lắng nghe cô nối câu hát 3 và câu hát 4. Thank you.
Sau đây cô sẽ hướng dẫn các em hát kết hợp vỗ tay hoặc sử dụng nhạc cụ để gõ đệm theo phách nhé. Cô xin mời các em chú ý lắng nghe cô thể hiện. Và bây giờ, cô xin mời các em quan sát hình vẽ, vỗ tay thật đúng những ca từ được đánh dấu nhé. Xin mời các em thể hiện thêm một lần nữa nào. Các em hãy hát rõ lời ca và thực hiện vỗ tay trùng với tiếng gõ đệm của cô nhé. Xin mời các em lắng nghe nhạc. Vậy là các em đã hoàn thành bài học ngày hôm nay rồi đó. Cô xin hoan nghênh tinh thần học tập của các em. Qua bài học ngày hôm nay, cô mong rằng các em sẽ biết đoàn kết với bạn bè, biết giúp đỡ nhau trong học tập. Ở nhà, các em mới tập hát đúng giai điệu, kết hợp gõ đệm hoặc vỗ tay như cô đã hướng dẫn nhé. Cô xin chào và hẹn gặp lại các em vào buổi học sau.